Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Sở Y tế tập huấn văn bản pháp luật năm 2014. Ngành giáo dục Vĩnh Yên làm tốt công tác khuyến học khuyến tài. Phần tin quốc tế có những nội dung chính: Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Nội các Australia đã cho phép các chiến đấu cơ của nước này tham gia các cuộc không kích của quân đội Mỹ chống lại IS tại Iraq. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sở Y tế vừa phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn văn bản pháp luật năm 2014 cho cán bộ các phòng ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị trong ngành, các cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật. Các đại biểu đã được lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Với bố cục 11 chương 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước, thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi hiến pháp. Những năm gần đây thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiều hộ gia đình đã tích cực tìm kiếm những mô hình mới đưa vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình chăn nuôi bò sữa của gia đình chị Trần Thị Khanh ở thôn Đông, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường là một điển hình. Năm 2002, bằng sự nhạy bén, gia đình chị Khanh đã mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình chăn nuôi thông thường sang mô hình chăn nuôi bò sữa với quy mô 5 con. Việc nuôi bò sữa đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu khá lớn bởi giá bò giống rất cao, từ 50 đến 80 triệu đồng một con. Hơn nữa, thời gian đầu mới tiếp cận với việc nuôi bò sữa nên chị Khanh cũng gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc giống bò mới này. Nhưng điều đó không làm chị lùi bước. Để có kinh nghiệm trong chăn nuôi bò sữa, chị thường xuyên tham quan nhiều mô hình từ các hộ chăn nuôi khác ở trong và ngoài tỉnh. Sau khi tích lũy kinh nghiệm chăn nuôi, chị quyết định mở rộng mô hình chăn nuôi bò sữa. Hiện nay, gia đình chị Khanh có 15 con bò, trong đó 12 con đang cho sữa. Mỗi ngày một con cho khoảng 20kg sữa, với giá từ 15.000 đồng 1kg. Trung bình mỗi ngày, gia đình chị Khanh thu lãi hơn 1 triệu đồng. Chị Khanh chia sẻ, để chăn nuôi bò sữa thành công, điều quan trọng nhất là con giống tốt, chuồng trại phù hợp, nguồn thức ăn đủ dinh dưỡng. Đó cũng chính là lý do giúp gia đình chị thành công với mô hình chăn nuôi bò sữa. Để công tác khuyến học khuyến tài góp phần vào sự nghiệp trồng người, trong thời gian qua, ngành giáo dục thành phố Vĩnh Yên luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài trong tất cả các đơn vị trường học. Hiện nay, ngành giáo dục thành phố Vĩnh Yên quản lý 39 trường học các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với hơn 20.000 học sinh. Trong những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài được triển khai tới 100% các trường. Sau nhiều năm thực hiện, công tác khuyến học khuyến tài đã đồng hành và góp phần rất lớn vào sự nghiệp giáo dục của các trường. Trong đó, các hoạt động chính như tặng thưởng, trao quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hỗ trợ cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để công tác khuyến học khuyến tài mang lại hiệu quả cao, các nhà trường đã chủ động kêu gọi sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, ủng hộ của các cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh và nhận được sự đồng tình rất cao. Trong những năm qua, trường trung học cơ sở Liên Bảo luôn làm tốt công tác khuyến học khuyến tài. Về thành phần của hội khuyến học của nhà trường bao gồm ban giám hiệu nhà trường, chủ tịch công đoàn, tổng phụ trách đội, bí thư đoàn, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp. Hàng năm thì nhà trường đã vận động xây dựng quỹ khuyến học của nhà trường và làm tốt công tác xã hội hóa đối với công tác khuyến học, và tổng số tiền lên tới khoảng 100 triệu đồng. Hội khuyến học của nhà trường đã hoạt động thực sự có hiệu quả và đã kịp thời động viên được phong trào dạy tốt học tốt của nhà trường. Thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài tại các trường học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố, đóng góp chung vào sự nghiệp trồng người của tỉnh nhà. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với công ty cơ khí chính xác Việt Nam 1 tổ chức diễn tập phương án chữa cháy với sự tham gia của nhiều lực lượng. Buổi diễn tập tình huống cháy được giả định vào hồi 9:30, nhân viên của công ty làm việc trên mái xưởng có sử dụng máy cắt, hàn xì, phát sinh tia lửa gây cháy phần mái và lan rộng ra xung quanh.
Khi phát hiện ra cháy, lực lượng bảo vệ của công ty đã nhanh chóng cắt toàn bộ điện khu vực xảy ra cháy và huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, chia thành các tổ cứu người, cứu tài sản, nhanh chóng hướng dẫn cho hơn 150 công nhân viên trong xưởng sản xuất theo các lối thoát nạn ra vị trí an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy và các họng nước chữa cháy vách tường của xưởng sản xuất, tổ chức chữa cháy và ngăn cháy lan. Đồng thời gọi điện báo cháy tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114. Khi nhận được tin báo cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đã điều động 2 xe ô tô chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bằng biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và lực lượng chuyên nghiệp, đám cháy nhanh chóng được khống chế, dập tắt và đưa những nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy thoát ra an toàn. Qua thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã giúp đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và cán bộ công nhân của công ty cơ khí chính xác Việt Nam 1 nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó biết cách xử lý hiệu quả khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì bảo vệ môi trường cũng là nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy chính quyền xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên quan tâm. Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua xã đã có nhiều cố gắng nỗ lực đề ra sáng kiến giải pháp bảo vệ môi trường mang tính khả thi cao. Trong đó, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được Hội Phụ nữ xã phát động đã đạt được kết quả tích cực. Đã có nhiều hoạt động trong việc bảo vệ môi trường, nhất là việc triển khai mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản. Những con đường do phụ nữ tự quản đã góp phần giữ cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp và ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt. Cùng đó, nhiều hội viên phụ nữ còn tập trung tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, phụ nữ xã đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường để xã sớm hoàn thành tiêu chí 17 về môi trường. Với các con đường được phụ nữ đảm nhận, tình hình vệ sinh môi trường ở các thôn xóm được cải thiện rõ rệt. Việc tổ chức tổng vệ sinh khu vực, nhà ở, đường xá, tạo bộ mặt khang trang cho thôn xóm cũng được phát động thường xuyên. Qua đó góp phần cùng với cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Chuyển sang phần tin quốc tế. Một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thông báo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong cuộc gặp ngày 2 tháng 10 tại Washington rằng Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Đây là động thái nhằm điều chỉnh chính sách hiện nay để cho phép việc buôn bán trang thiết bị quân sự, bao gồm vũ khí sát thương cho Việt Nam vì mục đích đảm bảo an ninh hàng hải. Theo quan chức này, lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương của Mỹ cho Việt Nam đã được thay đổi bởi những lợi ích chiến lược to lớn của Mỹ trong việc hỗ trợ các nước trong khu vực tăng cường năng lượng của mình để có thể đáp ứng được những gì diễn ra trên biển hiện nay. Các quan chức Mỹ phủ nhận việc thay đổi chính sách của mình là nhằm chống Trung Quốc và khẳng định rằng họ vẫn chưa vạch rõ những loại vũ khí gì sẽ được bán sang Việt Nam mà sẽ cân nhắc những yêu cầu cụ thể của phía Việt Nam. Quan chức này nhấn mạnh, bất kỳ một vụ mua bán nào cũng sẽ phải trải qua việc tham vấn kỹ lưỡng với Quốc hội Mỹ và việc buôn bán vũ khí cũng sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào việc trang bị cho lực lượng phòng vệ bờ biển của Việt Nam. Nội các Australia đã cho phép các chiến đấu cơ của nước này tham gia các cuộc không kích của quân đội Mỹ chống lại IS tại Iraq. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Abbott cho biết chính phủ đã cho phép các cuộc không kích của Australia tại Iraq theo yêu cầu của chính phủ Iraq và để ủng hộ chính phủ Iraq. Đồng thời, dựa trên các văn bản pháp luật sau cùng, nội các có quyền cho phép điều động các lực lượng đặc biệt của Australia tại Iraq để cố vấn và hỗ trợ cho quân đội Iraq. Thủ tướng Tony Abbott nhấn mạnh IS là một cỗ máy thần chết đã tuyên chiến với toàn bộ thế giới và tổ chức này cần phải bị ngăn chặn. Hiện IS đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Syria cho tới Iraq. Canberra cho biết họ đã đưa 600 quân và 6 chiến đấu cơ tới một căn cứ Mỹ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thủ tướng Anh David Cameron có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan để ủng hộ chính phủ mới nhậm chức của nước này. Ông Cameron là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai vừa nhậm chức đầu tuần này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Ghani tại Kabul, Thủ tướng Cameron cho biết Afghanistan đã chứng kiến nhiều những tiến bộ trong những năm qua. Chính phủ hợp pháp và hiệu quả sẽ giúp xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Afghanistan và Anh sẽ là một đối tác quan trọng hỗ trợ sự phát triển của Afghanistan. Anh có 3.900 binh lính tham chiến tại Afghanistan. Anh cũng là một trong những nhà tài trợ lớn nhất đối với Afghanistan. Quân đội Anh dự kiến rời Afghanistan vào cuối năm nay, nhưng một lượng nhỏ binh lính Anh sẽ vẫn ở lại Afghanistan để giúp đào tạo quân đội nước này.
một quay phim người Mỹ làm việc cho đài truyền hình NBC News đã có xét nghiệm dương tính với Ebola và sẽ được đưa trở về Mỹ điều trị. Theo NBC News, ngày 3 tháng 10, tay máy tự do này vừa được thuê vào ngày 30 tháng 9 để trở thành người quay phim thứ hai cho biên tập viên trưởng mảng y tế Nancy Schneiderman. Schneiderman cùng với 3 nhân viên khác của NBC News đang ở Monrovia, thủ đô Liberia, để đưa tin về đại dịch Ebola. Người này bắt đầu có các triệu chứng của Ebola từ hôm 1 tháng 10, mệt mỏi và đau nhức, sau đó phát hiện sốt nhẹ. Anh ngay lập tức tự cách ly. Sáng ngày 2 tháng 10, người Mỹ 33 tuổi này đến trung tâm điều trị Medicine San Frontieres để xét nghiệm virus và nhận được kết quả dương tính sau đó 12 giờ. Người quay phim này là công dân Mỹ thứ tư bị nhiễm Ebola tại Liberia. Anh này làm việc trong nhiều dự án khác nhau tại Liberia suốt 3 năm qua. NBC News từ chối tiết lộ danh tính bệnh nhân theo yêu cầu của gia đình. Những người biểu tình tại Hồng Kông, Trung Quốc đã chấp nhận lời đề nghị đàm phán của chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, ông Lương Trần Anh đã chỉ định tránh văn phòng Trịnh Nguyệt Nga, đại diện cho chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, đối thoại với các sinh viên tham gia biểu tình. Những người biểu tình đã chấp nhận lời đề nghị đàm phán, tuy nhiên thời gian cụ thể tiến hành cuộc đàm phán vẫn chưa được xác định. Cùng ngày, số lượng người biểu tình trên các đường phố của Hồng Kông đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên các tuyến đường dẫn tới trụ sở của chính quyền đặc khu Hồng Kông vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Lực lượng cảnh sát Hồng Kông cảnh báo, nếu người biểu tình cố gắng xâm nhập vào các tòa nhà chính quyền thì cảnh sát sẽ có hành động thực thi pháp luật cương quyết. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.